với lại mấy anh bên mặt trận của bên phường Hòa Thạnh quận Tân Phú sẽ đi phát những cái phần gạo và rau nha cả nhà. Không có chỗ ngồi luôn. Giờ sẽ đi vô trong sâu vô trong những cái hẻm. Đó ngoài đây là chung cư. Còn sâu vô trong những cái hẻm này là có khoảng mấy chục cái F0 á cả nhà. Là trong đây là coi như là phong tỏa hết luôn. Ở trong đây là mấy chục ca F0 nha. Bây giờ sẽ nghe vô. Quay qua đây nè. Đó là trong hẻm sâu rồi. Ở đây thì sẽ có 47 phần. 47 bao gạo với lại 47 thùng rau nha. Rau là phần ấy là rất là nhiều rau và rất là chu đáo nên à được rồi. Hello, mình đi chơi qua điểm thứ hai nha cả nhà. Giờ đang ngồi trên một chiếc xe to rồi chạy du 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 du. Rồi mình phát hiện ra một điều đó là đường quá đông. Thấy đường xá bà con mình đi đông quá mọi người ơi, bà con đi qua ra đường quá đông. Bên phường Tân Thành, hồi nãy là phường Hòa Thạnh, bây giờ là phường Tân Thành. Mình có 10 phần đúng không? Ở đây 42 thì mình lấy lại mình bỏ 2 phần ra mình còn lại 8 phần đó thôi. Nó nghe ăn cái này đổ tắm bịch luôn, ăn cái như xe lại.
48 phần, 42 phần. Thử lấy cái tóc lên sát được không em? Tại vì cái này nó đang có 11 cái máy đang có rồi, cái 22 cái máy rồi. Vậy rồi. Cái này là 42 hộ. Và rất là nhiều F0. Đi cho em ơi. Em giờ chạy qua chỗ 135 để cái 52 để em chụp mình đi. Chị cho bà con ăn em đi chị. Cái chỗ bát mì với gạo á, tôi đang chờ bên đó anh để. Đi mời cái chỗ mì qua nữa cho ta. Nhưng mà có một điểm là bên đó đang chờ rồi. Rồi đi đi, vậy ta đi qua đó luôn. Rồi rồi. Anh dịch mà này mà kêu ra đông dày rồi. Anh chào. Tại vì những cái khu vực này á là không rất là nhiều. Không rất là nhiều cho nên là mấy anh ở bên phường không có cho mình ở lại để mà mình phát ở cả nhà. Mình cứ để đó đi xong rồi bà con sẽ tự động ra lấy, chứ còn bây giờ mình phát lại rất là nguy hiểm. Là tại vì ít không rất là nhiều. Phía vô. À vậy đó. Bé ơi bé. Cái này nè. Để quay mọi người trên đây ra nhận nè. Đó để từ từ. Đúng rồi đó, đi từ từ. Đó. Rồi. Dạ. Cái bình sạch đó ta. Rồi,
cho chị Tâm với anh ăn à. Đó thôi, đem cái súng theo. Tại đây có nữa nè. Bây giờ mình cái chỗ này có đoạn này cho hết đi rồi cái mình khoát chung chỗ này nha. Mình phải có. Rồi, dẫn biển vào đây. Giờ này còn hai đồ nữa. Để tôi đem vào cho. Bữa nay là diễn bi kịch không à chứ không có bi không. Ủa dạ, cái bên mì nó tới liền không em? Mì tới liền đó anh. Chưa chờ chưa chặt rồi cho bà con mình. Rồi ra từ từ. À, đây làm hồi gửi cái bàn ra trên cái bàn nữa nè. Thì đâu có gì đâu, cái bàn chắc hồi gửi bàn. Rồi bỏ mé ra chị. Rồi một thùng mì một bó gạo cho mé nha. Bỏ vô phiếu ra đấy. Vô chị, tới đây chị. Dạ cho đứng im giơ tay mới đưa giơ tay nha. Để bên đây nè. Để đây nè, nước nước chuẩn bị phiếu. Một phần nãy giờ nhớ chụp hình không vậy? Chụp luôn. Ở đây nãy vừa vừa quay về chụp luôn hả? Có chụp không? Bỏ phiếu ra nè. Lấy một thùng mì. Ở luôn bản tin nội bộ thường luôn nha. Đúng rồi, cho cô đem nhiều phiếu vô cô. Một mình đi làm chứ về. Một mình chị mang bao nhiêu phiếu? 1, 2, 3. Thôi cỡ khác cho họ, tại vì hỏi người cũng em giúp tin. Còn cỡ khác nè. Tại vì chị. Đi vô không? Để tôi kêu. Nói chung là nặng lắm cho nên mọi người một phiếu trên tay nha. Ê, nhưng mà ở đây còn có bao nhiêu thùng mì vậy chú? 8 người thôi. 8 người thôi. Một cân mì tới nó không chết. Còn quay có 8 người may mắn. Trong vòng 10 phút. Trời, phải như trâu.
Cảm ơn chị, đó chị. Ủa thằng mày dưới vậy dễ cọp nha. À, ừ. Cho trà lầu nước anh làm đi khác. Dạ. Đây đây cô, bỏ phiếu đây cô. Rồi. Đây. Đâu đâu đâu. Một người nữa thôi, chờ chờ chút, chờ chút. Cô vô nhà chờ xíu đi, mì nó tới rồi, con không có về nó vô. Cô giờ nó lặn. Bấy đi cầm phiếu hả? Cô chờ cô xíu nha, mì nó đang tới. Chờ xíu đi, chờ 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 mì chờ đi. Đúng rồi, nắng gì? Đúng rồi, vô mát đi, về chưa, đợi đợi mì tới đi. Dạ. Khán giả, khán giả kìa, khán giả của Trâm kìa. Dạ lại đi cô ơi. Mộ đất hả? Dạ. Đất phổ nè. Mộ đất hả? Đất phổ. Em đất phổ nè. Tên Tịnh nè. Tên Tịnh nè. Bình Nguyên nè. Em của Trâm bơm hả? Mình có ở đây mình gặp bà con Đồng Hương, mình cũng không có ngờ là bà có bà con Đồng Hương ở đây. Con có đâu biết bà con Đồng Hương ở đây đâu. À, mọi người ơi, mọi người vô trong nhà cho mát đi, mì nó đang chạy tới á. Chờ tao chút. Chờ xíu nha, mì nó đang chạy tới á, chờ xíu. Cứ mỗi người là một bao gạo 5 kg với là một phần mì nha. Mì đó chạy xe. Trời ơi, không có ai chống, cũng chạy xe nữa hả? Mà xíu đi ra làm tiếp. Hai ngồi nè. Đi. Bữa nay là diễn bi kịch không à chứ không có bi không. Ủa dạ, cái bên mì nó tới liền không em? Mì tới liền đó anh. Chưa chờ chưa chập rồi cho bà con mình. Rồi, giá từ từ. Xuống đây làm hồi gửi cái bàn ra, đền cái bàn nữa nè. Thì đâu có gì đâu, cái bàn là chắc rồi gửi bàn. Đó, bỏ phiếu ra chị. Rồi, một thùng mì, một bao gạo cho mấy nha. Bỏ vô phiếu rồi đấy. Vô chị, vô chị. Giờ đứng im giơ tay, mấy đưa giơ tay. Đây là xong rồi. Mà rất tiếc là mùa dịch mình không có gặp nhau bắt tay nhau được. Bây giờ bên tối quy định chị không chưa. Ok. Nói chung là dịch thì dịch nhưng mà tinh thần vẫn vui vẻ nha. Con cắt gạo ra chứ.
À, mì nó gần tới rồi chị. Này rất là vui được gặp bà con ở đây nha mọi người, đồng hương á. Bây giờ mình sẽ hỏi cô áo tím nè. Cô không thấy mặt mũi gì trơn á, mình có chân đó rồi mà. Cô không, đây 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 là chị ông nâu 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 nè. Không không, bây giờ mấy cô phải giữ thời trang nha. Đó, cô áo vàng đang lên đó mọi người, nghe chưa. Cô ở đâu vậy cô? Cô ở mỗi đó. Rồi xin chào cô, cô bé áo vàng tới từ mùa đất. Yeah. Rồi chị tới đâu, từ đâu chị? Tới từ mùa đất luôn. À mùa đất luôn hả? Đúng rồi. Chị ở đâu chị? Ở đất của không? Yeah, em của Bình nè, trời ơi. Cô ở đâu cô? Đức Minh mộ đất luôn. Dạ. Đức Minh mộ đất luôn rồi. Con chị nào ở Quán Nghẻ nó không chị? Thấy chưa mọi người giận dĩ dễ sợ luôn. Chị đâu chị? Chị ở mộ đất Đức Hiệp. À Đức Hiệp luôn hả? Trời ơi, vậy nãy giờ có một chị Đức Phổ thôi. Hết rồi hả chị? Em ở mộ đất. À mộ đất luôn hả? Dạ. Đây mộ đất luôn nè cả nhà. Nói chung là ở xóm này là nguyên hội đồng hương luôn á, đúng là bà con đồng hương luôn á. Dạ, ở đây không chỉ con người thấy luôn á chị. Rồi, đè. Có hình rồi mình đi vô nha. Bye bye Đức Trâm nha. Trời ơi, bà hai dễ sợ. À, Tư Nghĩa cô ở Tư Nghĩa đúng không cô? Tư Nghĩa là hôm bữa trước con đi hỗ trợ Tư Nghĩa là có nghĩa gì ta? Nghĩa điền là nghĩa hành. Nghĩa hành là không có hành là nghĩa hành. Rồi cái gì tay tay thông hội gì tay gì tùm lum mà. Ờ Nghĩa Dũng nữa. À thấy chưa con đi rồi con biết cái bộ. À, đây là bà con đồng hương không á mọi người. Tập nào, đó là đây này thiếu thiếu này, đó là đây đây đó, cái sào con thiếu mấy? Cô đánh sống ở đâu đây sao vậy? Đây cô. Rồi thì mình quay bàn vô trong luôn. À để cái bàn vô trong. Cái bàn vô trong rồi. Cái bàn đó anh, cái bàn luôn. Đứng người này là thiếu nè em. Đây, chị rồi anh.
này kêu con rồi, con phiếu. Rồi con ra kêu bà con phiếu ra lãnh đi nè. Rồi. Cảm ơn nhiều nha. Xuống lấy đi. Hai bên luôn anh, cho kêu hai bên luôn. Để lấy cái bỏ vô đi. Alo, khỏe. Bước qua định mệnh. Bước qua định mệnh đi. Vấp ngã cuộc đời. Cái này trong đây sức rợ rồi nhiều. Rồi, cô. Có bình chữa cháy nha. Có cái mà mày
không nổi luôn rồi. Khỏe không chú? Cảm ơn chú nhiều, chú cô nhiều. Dạ rồi, con đi nha.